Xin chào các bạn. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Myanmar nằm trong số những nước mà chúng ta chưa biết đến quá nhiều. Ít nhất là so với những cái tên quen thuộc hơn như Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia hay là Indonesia. Đất nước này gần đây còn lên sóng thời sự quốc tế rất nhiều về tình hình chính trị bất ổn. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không bàn về điều đó, mà đi tìm hiểu những điều đặc biệt có 102 ở đất nước chẳng xa Việt Nam là mấy này. Hãy cùng đồng hành với kênh thông tin đó đây trong clip sau đây nhé. Nếu cảm thấy thích thú, hãy ủng hộ mình bằng một đăng ký nhé. Myanmar như đã nói là một đất nước rất gần với Việt Nam của chúng ta. Không phải là hàng xóm liền vách như Lào hay Campuchia, nhưng để bay từ Hà Nội tới Yangon cũng chỉ mất khoảng gần 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Còn nếu tính đường chim bay từ cực Tây của nước ta ở Apa Chải của Điện Biên tới cực Đông của nước bạn thì chỉ hơn 100 cây số mà thôi. Rất là gần về mặt địa lý. Nhưng tất nhiên, để đến được nước bạn thì máy bay chính là phương tiện phù hợp nhất. Có mấy thứ đến giờ vẫn gây nhầm lẫn khi nói về Myanmar. Thứ nhất chính là cái tên Myanmar. Chúng ta bây giờ quen với cái tên Myanmar, nhưng với một số người của thế hệ trước, họ quen hơn với cái tên Burma. Bởi tên chính thức Myanmar như bây giờ được thay đổi từ năm 1989. Thêm nữa, với một số nước như Mỹ hay là Anh, vì những khác biệt trong quan điểm chính trị, họ vẫn gọi Myanmar là Burma. Ngay cả đến bây giờ cũng như vậy. Nhưng chúng ta sẽ thống nhất chung gọi là Myanmar. Một điều cũng dễ gây nhầm lẫn nữa là thủ đô của Myanmar. Bây giờ thủ đô của Myanmar không còn là Yangon nữa. Bây giờ Yangon chỉ là thành phố lớn nhất của Myanmar mà thôi. Còn thủ đô của nước này đã được rời sang Naypyidaw vào năm 2005. Sự thay đổi này được giấu kín với công chúng cho tới tận thời điểm cuối cùng. Điều này cũng khá là lạ. Nhưng thôi, bỏ qua những câu chuyện còn gây nhiều hiểu lầm về Myanmar. Bây giờ là những sự thật mà chắc chắn chúng ta không cần phải tranh cãi, nhưng sẽ rất thích thú khi nghe đến. Đầu tiên là Myanmar rất giàu. Điều này không đúng ở thời điểm hiện tại đâu, vì thu nhập bình quân đầu người tại Myanmar khá thấp, thấp hơn cả Việt Nam của chúng ta. Nhưng trong quá khứ, nơi đây thực sự là một đế chế rất giàu có. Chính xác là vào thế kỷ thứ 12, đế chế có tên là Pagan được thành lập và đạt tới đỉnh cao trong 3 thế kỷ sau đó. Nhà thám hiểm nổi tiếng người Italia là Marco Polo đã kể lại về sự giàu có của vùng đất này khi mô tả hàng nghìn ngôi đền đã được xây dựng, mà phần nhiều trong số đó được cất lên từ những phiến đá đắt tiền và còn được dát vàng nữa. Đây chính là biểu tượng cho sự thịnh vượng của vương quốc hồi đó nhằm tôn vinh đạo Phật, tôn giáo chính của người dân Myanmar. Nhìn những ngôi chùa dát vàng thì đủ hiểu Myanmar hồi đó giàu có và thịnh vượng đến cỡ nào. Để nói về chùa chiền và các ngôi đền ở Myanmar thì không thể nào kể xiết. Người ta nói rằng chùa chiền Phật giáo ở Đông Nam Á thì không lạ, nhưng riêng ở Myanmar, tất cả được đẩy lên một level mới. Như ở thành phố cổ Pagan, chính là nơi đặt triều đại giàu có Pagan, có tới trên 20.000 ngôi đền lớn nhỏ khác nhau đã được xây dựng kể từ thế kỷ 14 đến nay. Thành phố này được mệnh danh là nơi có mật độ công trình tôn giáo dài nhất trên thế giới. Không đâu nhiều kiến trúc về tôn giáo như ở Pagan. Ở bất kỳ góc nào của thành phố này, người ta cũng có thể nhìn thấy một ngôi chùa hoặc một ngôi đền nào đó, dù to là dù nhỏ. Nhưng nói đến Myanmar, chắc chắn phải nói tới ngôi chùa nổi tiếng mang tên Swedagon. Ngôi chùa này nằm ở Yangon, cao tới 99m, ước tính dát đến 90 tấn vàng. Đỉnh của ngôi chùa này gắn hơn 4.500 viên kim cương và hồng ngọc. Trên cùng là viên kim cương to nhất, nặng 76 carat. Bên trong bảo tháp của ngôi chùa này lưu giữ xá lợi thiêng liêng của 4 vị Phật và không mở cửa cho công chúng. Bao quanh bảo tháp lớn là nhiều bảo tháp nhỏ hơn. Đêm đến, cả ngôi chùa được thắp sáng rực rỡ. Đây được coi như là báu vật của người Myanmar và đã có niên đại tới hơn 2.500 năm. Ở một ngôi chùa khác của Myanmar còn có cuốn sách giữ kỷ lục lớn nhất thế giới. Thực ra, nó sẽ không giống với bất kỳ cuốn sách giấy nào khác mà chúng ta tưởng tượng, vì đây là cuốn sách được làm từ những phiến đá cẩm thạch. Cuốn sách này gồm có 729 phiến đá cẩm thạch với những dòng chữ khắc kinh Phật trên cả hai mặt như các trang sách bình thường. Mỗi phiến đá lại được đặt trong một miếu nhỏ. Trên một diện tích khoảng 13 mẫu đất, có tổng cộng 729 miếu nhỏ, che chở cho 729 phiến đá màu trắng như thế, đang bao quanh một ngôi chùa vàng trung tâm. Cuốn sách này mất gần một thập kỷ để dựng nên và hoàn thành vào năm 1868. Nhưng đến tận năm 2013, cuốn sách đặc biệt này cùng ngôi chùa có tên là Kuthodor mới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Như chúng ta có thể thấy, Phật giáo tại Myanmar không đơn thuần là một tôn giáo mà còn là trung tâm đời sống của người dân Myanmar. Hầu hết dân số nước này theo đạo Phật và họ rất sùng đạo. Myanmar có dân số vào khoảng hơn 54 triệu người thì có đến nửa triệu người đi tu làm nhà sư, cả nam và cả nữ. Đó là một con số người đi tu rất lớn nếu so với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Nói về người dân Myanmar, đây là một quốc gia có rất nhiều chủng tộc. Việt Nam của chúng ta có 54 dân tộc anh em đã rất phong phú.
Nhưng ở Myanmar có tới 135 dân tộc khác nhau rải rác khắp đất nước, từ trên rừng tới tận xuống biển. Chính bởi thế mà văn hóa ở đây rất đa dạng và đặc biệt. Tất nhiên cũng có những nhóm người chiếm phần lớn như người Kinh ở Việt Nam vậy. Ở Myanmar, dân tộc chiếm đa số có tên là Ba Ma, số lượng chiếm khoảng 70% dân số. Nói về chuyện tên gọi của người dân Myanmar thì có một kỷ niệm rất thú vị như thế này. Nếu các bạn xem các trận bóng đá của đội tuyển Myanmar thì chắc có lẽ cũng quen với một số cái tên kiểu như là Mau Maung hay là Coco. Những cái tên này đều có ý nghĩa cả. Ví dụ như Maung với nam thì có nghĩa là em trai. Còn cô như viết tắt của từ không trong tiếng Việt thì cũng nghĩa là anh trai. Thế là có lần trên TV xuất hiện một anh chàng cổ động viên Myanmar có tên là Cô Say được phỏng vấn. Mà với tiếng Việt thì đọc qua ai cũng hình dung là không say. Thành ra nhiều khán giả đã có một trận cười ngặt nghẽo khi theo dõi câu chuyện này trên TV. Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện vui theo liên tưởng của chúng ta thôi, chứ không phải là người Myanmar không biết say nhé các bạn. Người Myanmar rất thích bóng đá, nhưng bóng đá không phải là môn thể thao số 1 ở nước này như Việt Nam của chúng ta. Môn thể thao quốc dân của họ có tên là Chinlon. Trong tiếng Myanmar, Chinlon có nghĩa là chiếc rổ tròn. Đây là môn thể thao kết hợp giữa tâng bóng và nhảy múa, đã ra đời từ cách đây khoảng 1.500 năm. Chinlon không thi đấu đối kháng mà chỉ thi đấu theo dạng biểu diễn, được phân định thắng thua theo thang điểm đánh giá của trọng tài dựa trên các động tác kỹ thuật có độ lâu, khó hay là đẹp. Quả bóng được dùng để chơi Chinlon được làm từ mây, khá giống với quả cầu mây. Thông thường có 6 người chơi trong một đội Chinlon và những người chơi sẽ liên tục di chuyển theo một vòng tròn đường kính khoảng 6 hoặc 7 mét. Họ dùng bàn chân, đầu gối hoặc là đầu để chuyền quả bóng cho nhau. Sau đó, một người sẽ di chuyển vào tâm vòng tròn, đón bóng từ đồng đội và thực hiện màn biểu diễn cá nhân của mình. Người này sẽ nhận được những tiếng reo hò hỗ trợ từ đồng đội để thực hiện những động tác tâng bóng đẹp mắt trước khi trả lại bóng cho người khác. Nhiệm vụ của đội chơi Chinlon là không để bóng rơi xuống đất. Mỗi lần bóng rơi xuống đất gọi là bóng chết. Khi đó cuộc chơi phải bắt đầu lại. Do đó để chơi Chinlon tốt, tất cả các thành viên trong đội phải giữ được sự tập trung tối đa giống như tập trung trong thiền. Và đội thắng sẽ là đội biểu diễn đẹp nhất. Có lẽ nếu ai từng xem SEA Games 2013 khi Myanmar là nước chủ nhà thì cũng sẽ biết đến môn thể thao đặc biệt này. Hồi đấy Việt Nam của chúng ta không có vận động viên tham dự môn Chinlon này. Như đã đề cập, một trong những đặc điểm thú vị nhất của người Myanmar đó là họ mặc váy. Cả nam cả nữ đều mặc váy. Dân mạng Việt Nam hay có câu đàn ông mặc váy để chế giễu, nhưng ở Myanmar có nói thì cũng thế thôi, vì đàn ông cũng mặc váy mà. Tên của loại trang phục này là Longi. Đây là trang phục truyền thống từ lâu đời. Chính vì thế, dù là đàn ông hay phụ nữ đều thường xuyên mặc Longi, dù đó là vùng nông thôn hay là thành phố. Phụ nữ khi mặc Longi sẽ gấp tà lại, khâu lệch sang bên hông, còn nam giới sẽ buộc phần tà ở phía trước. Đối với người dân Myanmar, Longi giúp họ tránh được sự nóng bức khó chịu khi thời tiết chuyển vào mùa hè. Nhắc tới những thói quen đã trở thành truyền thống của người Myanmar, không thể không nói tới tục ăn trầu rất giống với người dân Việt Nam. Nhai trầu là một nét văn hóa độc đáo của người dân Myanmar. Những cửa hàng nhỏ bán lá trầu có mặt ở khắp nơi. Cách ăn trầu của người dân Myanmar khá đơn giản. Họ cần bôi một chút nước vôi pha loãng lên mặt lá trầu, thêm một chút hạt trầu rồi cuốn lại bỏ vào miệng nhai. Nhai trầu cũng có thể gây nghiện, bởi trong hạt trầu có chứa một loại chất có thể gây nghiện. Nét ăn uống của người dân Myanmar cũng có một chi tiết rất đặc biệt như thế này. Đó là họ sẽ gọi bia bằng cách hôn gió. Bia của người Myanmar cũng rất nổi tiếng, không kém gì bia Lào hay là bia Thái. Khi một người Myanmar muốn được bồi bàn chú ý, họ sẽ làm một nụ hôn phát ra tiếng, thường là 2 hay 3 nụ hôn ngắn. Bước dọc các con phố ở Myanmar vào buổi chiều, bạn sẽ nghe thấy rất nhiều âm thanh như vậy. Nếu nhắm mắt lại mà tưởng tượng, chắc là sẽ thú vị lắm đây. Khác với nhiều quốc gia trên khắp thế giới, người dân tại đây một ngày chỉ ăn 2 bữa chính là lúc 9 giờ sáng và 17 giờ chiều. Bữa trưa chỉ ăn nhẹ và là bữa phụ mà thôi. Một bữa cơm bình thường sẽ có rau, tôm và cá. Họ còn cho rằng mâm cơm nếu thiếu tôm và cá thì đó sẽ là bữa ăn không ngon miệng. Cần phải biết rằng Myanmar có một phần lớn lãnh thổ giáp biển nên nguồn tôm cá của họ cũng rất phong phú. Lưu ý là người Myanmar dùng tay để ăn, họ ăn bốc. Trước khi ăn, họ sẽ rửa tay thật sạch, sau đó dùng tay vo tròn cơm thành nắm và ăn kèm với thức ăn. Họ sẽ chỉ ăn bằng tay phải vì quan niệm rằng tay trái không được sạch sẽ. Và nói đến chuyện đón Tết, Myanmar có kỳ nghỉ năm mới rất quan trọng, mang tên là Thiên Gian. Thiên Gian được biết đến là lễ hội té nước, thường diễn ra vào giữa tháng 4 hàng năm. Vào ngày này, khắp nơi kể cả ngân hàng, nhà hàng hay là cửa hiệu đều đóng cửa. Trong lễ hội, người ta thường té nước vào nhau để rửa sạch những điều không may mắn và tội lỗi của năm cũ và phóng sinh cho chim hay là cá vào ngày cuối cùng của lễ hội. Điều này cũng tương đương với một số quốc gia hàng xóm của họ
như là Thái Lan hay là Lào. Quả thực, đất nước Myanmar có rất nhiều điểm đặc biệt, cũng có nét giống Việt Nam của chúng ta, nhưng cũng có những điều đặc thù riêng rất thú vị nếu được khám phá. Hy vọng video này đã cho các bạn một cái nhìn thú vị về Myanmar, đất nước không xa với Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thông tin Đó Đây. Nếu cảm thấy thích thú với nội dung này, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.